Văn hóa là nền tảng tư tưởng, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trong đó có văn hóa tâm linh, tín ngưỡng. Ở mỗi khu dân cư thì đình, chùa là nơi lưu giữ lại những văn hóa cổ xưa, là nơi để thờ cúng người có công, các vị thành hoàng, và cũng là nơi để người dân sinh hoạt văn hóa tâm linh. Ở Lưu Quang có chùa Lưu Quang, chùa cách trung tâm xã khoảng 100m, nằm cạnh đường tỉnh 302. Với lối kiến trúc cổ xưa và những di chỉ còn lưu lại trong chùa, thì tháng 1 năm 2016, chùa Lưu Quang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công nhận và trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tuy nhiên, trải qua thời gian và sự thăng trầm của lịch sử, chùa bị xuống cấp nhiều, và cũng thể theo nguyện vọng của nhân dân mong muốn có một nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh rộng rãi khang trang. Tháng 1 năm 2017, Ban Quản lý chùa đã có kế hoạch và được phép tu bổ lại ngôi chùa. Thank you.
cầu. Bằng sự nỗ lực của ban quản lý, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân trong xã, thì ngày hôm nay 13 tháng 7, tức mùng 3 tháng 9 năm 2017, ngôi chùa Lưu Quang chính thức được hoàn thiện trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân trong xã. Về dự buổi cắt băng khánh thành chùa, có đầy đủ người dân trong thôn, khách thập phương xa gần, đại diện lãnh đạo huyện, xã, các cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm cùng các cơ quan báo chí. Hội làng là em đi hội làng.
quê hương mảnh.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
cụ Phật giáo chúng ta thông cảm cho mọi người, chúng ta tiếp tục quan niệm tiếp ạ. Và chúng không khí vui tươi của cả nước hướng về kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 năm 1949, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay, Ủy ban nhân dân xã Minh Quang long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành xây dựng tôn tạo khu di tích lịch sử chùa Linh Quang. Về dự với buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía tỉnh đại diện ban dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, một ông Hoàng Minh Hải, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân tộc tỉnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào. Ông Đỗ Văn Huy, chính văn phòng ban dân tộc tỉnh. Ông Nguyễn Việt Cường, chuyên viên ban dân về phía lãnh đạo địa phương, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu một ông Trần Văn Quý, nguyên ủy viên phó ban phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đề nghị chúng ta trân trọng cảm ơn. Hai, ông Đào Văn Sáu, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào. Ông Trần Chí Đông, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đề nghị chúng ta trân trọng cảm ơn. Còn có các ông là đại diện thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và trưởng các ban ngành đoàn thể, chúng có mặt tại buổi lễ hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có mặt ngay tại buổi lễ hôm nay, và các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, các con dân cư, đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào. Đặc biệt để vui chung với nhân dân ba thôn Liên Quan, Quang Minh và Đồng Mai, còn có các nhà hảo tâm, các du khách thập phương muốn về chung vui với buổi lễ đêm hôm nay, đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay trân trọng cảm ơn. Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng và kính mời ông Đào Hồng Sáu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, lên đọc diễn văn lễ khánh thành hôm nay. Xin trân trọng toàn thể quốc dân ba thôn trên Tuyên Quang, Quang Minh, Đồng Mai và các tập thư gần xa để được đại diện văn hóa là nền tảng tư tưởng và động lực thúc đẩy ngành văn hóa phát triển. Trong đó, văn hóa tâm linh tín ngưỡng tôn giáo của mỗi người chúng ta đã in sâu và tâm thức của mỗi con người từ xa cho đến nay, bởi mỗi con người từ khi sinh ra và lớn lên trưởng thành khi về già luôn có cầu mong tuân phạm hòa đầu to sức khỏe dồi dào, đầu mong cuộc sống ấm no hạnh phúc, sau cuộc sống đầu mong được học thành thêm thành đỗ đại ăn nên và làm ra, đầu mong mưa thuận gió hòa, đầu cho đất nước người yên, đầu mong nhân đại nhân tổ chức hoạt động tâm linh tín ngưỡng và tôn giáo với những ý nghĩa tốt đẹp đó, đảng và nước ta luôn quan tâm và quan tâm văn bản vi phạm pháp luật quy định về tự do tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động các tổ chức cá nhân liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng. Tháng một năm 2016, đền chùa Lưu Quang được ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát bằng di tích lịch sử cấp tỉnh, đạt qua những năm tháng tăng trầm của lịch sử, đền chùa Lưu Quang đều đã xuống cấp hư hỏng không tương xứng với nơi được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Theo nguyện vọng của nhân dân ba thôn Lưu Quang, Quang Minh, Đồng Mai cùng các tổ chức đoàn thể tám bộ
năm 2014 ban quản lý di tích lịch sử chùa Hương Quang đã báo cáo các cấp có thẩm quyền cơ quan chức năng để làm các thủ tục kiến thiết nhà tu tôn tạo một cơ sở ngoài chùa Hương Quang này. Đoàn vừa cố gắng tháo lời kết nối của Hồ Đức Hòa, Phúc Hòa, Tân Tân Ba Thôn, Quốc Nhà, Tân Tân Ba Thôn, Quốc Nhà, Tân Tân Ba Thôn, Quân Nhà, Tân Tân Ba Thôn, 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 hãy một
cùng với tổ chức tuổi già sức yếu đã từng gặp rất nhiều mặt khó khăn không công tâm thắng góp đủ những đại liệu những vụ trần sinh của công quan lên đến hôm qua chúng tôi được nhận là 1.300.000 đồng đã tìm cũng khó khăn hai ông già có nghiệp không được 100.000 đấy chưa vật chính vô cấp đủ cũng sự đạp xe thật xuống tận giờ đạp với tôi và cũng học được 100.000 về vật liệu xây dựng của có rất nhiều nhà tân tân đang không góp như anh rất có ngặt văn phòng chưa hợp quốc vừa là quê đất ở Cà Mau đông đức bằng toàn hồ sơ nhà chỉ giá 12.700.000 đồng anh bán lại không có mình đông đức 10 taxi chỉ giá 12.500.000 anh có bằng Hà Nội đông đức 1 bàn gạch chỉ giá 12.500.000 anh lâm thanh liên quan đông đức cắt xây dựng 10.000 đồng anh lưu thảo có mình đông đức đốt xe cả đất 350 đồng 4.500.000 đồng ngoài ra cho ban quản lý của vay 10.000 đồng cho bên này. Tất cả những đóng góp công đức gồm của các nhà tâm các nhà tài trợ đều thể hiện bằng tấm lòng công đức với quê hương đất sống về phần chi chúng ta có thể là thông qua một số cái trình về xi măng là trên 35 tấn của cái đơn nuôi thì khá là 43.700.000 để cắt xây dựng 105 mét khối của anh Đức Thanh thì là tính ra cái số mà chúng ta có thể là 25.580.000 sát thì hóa một đàn các loại thành viên Đức Thanh Lâm 23.638.000 sát mái các loại của anh Đức Thanh 33.795.000 công và gỗ học từ học của anh Đức Thanh 22.640.000 nói là lắp lên của anh Đức Thanh trên 30 triệu đồng gạch sơn là bản lễ và 85.880.000 đặc sắc là mọi người là chung lại là 9.500.000 và công đặc xây cũng trên 100 triệu và nhiều loại là chi phí khác thì theo cái số liệu chúng tôi là khoảng 1 triệu đồng đây là kết quả công chi cho quá trình đây là trên 1 triệu đồng đến nay. Theo tầng sơ bộ còn hiện nay là cũng thông báo các vị đã còn khoảng gần 90 triệu đồng thì báo cáo các vị là đến chúng tôi trong cái chương trình pháp luật chúng tôi vận động tất cả các nhà hảo tâm tiếp tục từ nay đến hết năm 2020 sẽ tiếp tục ủng hộ cho những người cùng kết thúc chương trình tại ngày hôm nay nên rất mong sự đóng góp ủng hộ của toàn thể nhân dân và các nhà hảo tâm tập đoàn về phương hướng thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền của những nhân dân cao hơn các nhà tâm đang đóng góp thì cần được người đồng hiện năm này xây dựng cái hương ước quy ước của mình của ba thôn là tôi đã tuyên thảo và ngày nay đã gửi cho ba thôn tới đây ba thôn sẽ làm cho họ nhân dân đóng góp một chút tuyên truyền cũng là tín ngưỡng tôn giáo để tiếp tục cái gia đình thực hiện thì cái này đã được quốc hội thông qua thì là trước chúng ta thắp lại tín ngưỡng là những người đồng có luôn tín ngưỡng tôn giáo đã được quốc hội thông qua tiếp tục duy trì hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong lĩnh vực pháp luật cho phép thì chúng ta muốn làm gì làm trong lĩnh vực pháp luật cho phép trên đây là báo cáo sơ bộ kết quả tôn giáo tôn giáo xây dựng đường lối quay của ban quản lý đường đường lối quay một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức xin chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe phúc quẩn đẹp và khán đài của đường lối quay hôm nay thành công tốt đẹp xin chân thành cảm ơn. Ông Trần Quý, nguyên ủy viên, phó bí thư thường trực đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã và ông Đặng Hồng Thảo, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, nhận trong 9 người đại diện lãnh đạo lên để khai mạc thế này. Thank you.
hoặc như ai được tăng thân tập để cái chút lên mắt để kiến thức đã tạo thế rồi. Gần xa đã không khoảng từ xã xã hội công việc xã hội gia đình nội dung
bác dành nhiều thời gian tình cảm quý báu nhất đến chia sẻ niềm vui niềm vinh dự tự hào cho nhân dân ba thôn Tuyên Quang, Quang Minh, Hoàng Mai nói riêng cũng như mọi nhân dân xã Tuyên Quang nói chung. Vì đây là công trình di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh với kinh phí xây dựng công trình hoàn toàn bằng xã hội hóa là đóng góp ủng hộ của tất cả nhân dân ba thôn bằng sự cố gắng nỗ lực đóng góp sức người sức lực của mọi tầng lớp nhân dân bằng tấm lòng hảo tâm ủng hộ của các cơ quan gia đình các nhà hảo tâm đã góp phần làm nên công trình khu vực thôn bản xây dựng của liên quan được tham dự tên hôm nay. Có lẽ tôi xin phép các quý vị đại biểu do tôi và một bản chất được luôn có lẽ tôi luôn bằng là trao những cái bản kiên cường cho nước nữa thì xin sau đây thì tôi xin mời những vị đại biểu nào hoặc là những vị các cơ quan đơn vị cá nhân có cái tấm lòng tôn đức thì xin lên cái bản kiên cường cho nước xin phép chủ động cái điều kiện và trang mà nữa là cái này nó làm rất nhiều loại nên là cái tôi xin thông qua để ký cho các vị là lên về công ty thủy phần đầu tư xây dựng Bảo Quân đất quản lý công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Phát công ty bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc là những đơn vị tài trợ bằng đá bằng đất bằng bê tông làm móng và về cá nhân và cùng một phần vật liệu tư đô tạc một anh Lâm Đô Tạc công ty trách nhiệm ở công ty văn hành sư Hồng Quốc và một chân hòa dự án nghe anh chị em có thêm mấy điểm tính khó lừa người đặc xe nghe anh chị em có thêm điểm tính khó lừa những bạn đã tính hoạt được 10.000 ngàn anh Lâm Văn Thanh các thêm dụng và 10 triệu anh Lâm Văn Thanh Quang Minh Quốc Quang Nông Cả Đất Hồ Kiên Đối anh Lâm Văn Thanh Mạnh Xuân Đạo Bóng Gia Đình Quang Thiệu anh Như Văn Tư Như Quang Nông Cả Đất Học Sinh của Chùa Tư Tâm Đức Thái Đại Hàng 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 thì đã Quang Thiệu các thầy đoàn viên cũng có ủng hộ 4 viên nhân và với 10 ngôn ngữ giá 2 triệu 8 anh Như Văn Nam Thị và Như Quang là tài nhân Minh Đạo Nước là chỉ đạo 1 triệu 2 triệu anh Lê Đức Ngọc Lê Đức Ngọc hai chú sinh ăn anh Lê Văn Đình tôi bạn nuôi tôi là trưởng chi nhà bác sĩ ủng hộ một bác sĩ anh Lê Văn Đình quốc phong bao trận đất và 15 một mầm văn kia mới giá 1.200.000 anh Lê Kim Sáu ở Đà Nẵng quốc phong bao trận đóng là một giá 1.000.000 anh Lê Văn Thả một trăm anh Bùi Đăng Việt, Thủy Nghĩa, Đào Văn, Lương Công Đông, Trịnh Bạc, 350.000 anh Hà Kiên Thiết, Kiên Thông, Công Đắc Hai Cuộc, là Công Đức Mạng, 300.000 anh Lâm Văn Tám, Lương, Lâm Văn Tám, Trương, Công Đặc Đền. Cái này nói về câu thì nó không chắc, nhưng nói chung là những người đã gắn bó từ khi xây dựng năng thẳng. Đây có một là câu được đi qua năm chẳng bắt bằng điện. Công đức của gia đình ông Trần Văn Quyền ở thôn Quang Minh giá trị 5 triệu đồng được ban quản lý ghi nhận. Đề nghị chúng ta nộp một trăm tay. Kính mời gia đình ông Trần Văn Quyền ở thôn Quang Minh.
nay ban tổ chức xin trân trọng kính mời.